pháp vân, pháp vũ, pháp lôi, pháp điện. Hiện tượng mà trời chuyển, chùa mà chúng ta đang đứng đây thì thờ pháp vân. Thế và cái nền văn hóa của Việt, nhà sư Ấn Độ. Kia, đó chính là lý do tại sao S Việt Nam lựa chọn chùa Dâu làm điểm khởi đầu.